Hello mọi người, em đang ở chợ Hoa Bến Bình Đông nha mọi người. Nay là trưa 30 Tết Tân Sửu rồi. Đây là khu vực gian hàng sách đang sale giá nên người dân đi lựa chọn rất là nhiều nha mọi người. Đó, ai cũng đi lựa. Mua thời điểm này thì tắc nó được rẻ hơn những ngày mua sớm nha mọi người. Đó, nhân viên đang tháo những cái vàng đang dọn khu chợ hoa. Rất là nhiều. Khu Bến Bình Đông cái đoạn này tắc rất là nhiều. Tắc đây chín đỏ luôn rồi mọi người. Toàn là tắt không. Đây là khu vực bán mai. Đây là thời điểm các người thương lái đang sale hạ giá lại để bán cho hết hàng mình nhận về nha mọi người, nên là rất là đông. Đó, khu vực bán mai ai cũng đi lựa. Ở thời điểm này mua nó rẻ hơn bình thường, lên sớm thì nó còn cao. Người ta sẽ sổ những cái cây mai kiểu rất là nhiều kiển nha mọi người. Đó, cái này họ vừa mang về, nếu có bán người ta họ mang lên tiếp nữa. Đây này giờ cuối rồi. Khu Bến Bình Đông này người ta bán đến tối luôn. Cây này nó người ta nói nhiêu cậu? Cây này 700 ít nè. Con thấy cây vàng vàng nó còn được á. Trái chín đỏ đỏ đó. Đúng rồi. Đó cây đó còn chơi được á. Nó tươi đó cậu. Hoặc là cây bên đây nè, cây bên đây trái nó còn đỏ nè, hai cây, ba cây này chơi được, bảy xị một cây, lấy ba cây đây, có tắt bánh tre hả? Nhận bánh tre làm kiện nhiều chứ. Phía mai đâu nè, phía mai cũng nhiều. Hoa giấy luôn, bánh tre nhiều. Xuống thuyền coi đi, con có xe mà. Xuống thuyền chọn luôn. 7 xị một cây mọi người ơi. Sổ rẻ về sớm. Nhiêu cái này anh chơi? 7 xị. Nguyên vàng đây là 7 xị hết đúng không? 700 giá sổ luôn. 700 đều giá, 700 đều giá bán hết kia luôn. Cái gì? Đó, 7 xị luôn à. Bự quá trời luôn. Mua mấy miếng bà con ăn ơi, mua giùm luôn ơi. Cái cây nó bị quằn luôn, trái nhiều quá. Đúng rồi. Đấy, lại bơ vậy. Ủa ở đây không? Đó, cái lại đi.
tận nơi luôn, ba không thấy ổng rồi. Bảy trăm một cây. Đây là thời điểm sổ tắc nha mọi người. Đó, dưới ghe còn rất là nhiều tắc, bán từ đây đến tối luôn ha. Ai cũng chở trọng tắc về hết mọi người. Đi qua tận bộ hả?